với một vĩnh vườn thanh long, chủ đang kẹt tiền bán gấp anh chị, chỉ có 1.500 mét vuông thôi. Đây về là mình mua có quỳ lại liền luôn chị ha, đất mình anh chị không, cỏ đồ bằng rất là sạch sẽ anh chị, về đem cất nhà rất là bình yên anh chị ha. Đường công cộng đường thông, đường chỉ có đỡ xanh đó là 1,5 m, còn đoạn 2 m đó, xe ô tô thì cách đường nhựa chỉ có là 150 m thôi anh chị. Đây về đây mình nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời luôn nha. Đây thì dân cư rất là đông anh chị, đất mình không mồ mả, không có vướng gì điện cơ thế gì hết chị ơi. Đây quay một vòng cho chị xem nè, khu này trồng thanh long rất là nhiều chị ha. Ở đây đó thì mình về ra chợ, trường học, ủy ban, trạm y tế chỉ có là 1.5 cây số thôi, vị trí rất là đẹp, rất là gần nha anh chị. Đây để em quay lại camera ngược để cho mình xem lại nha. Và em chỉ ranh giới cuối cùng luôn, đây là ranh giới cuối cùng này, em đang đứng luôn anh chị. Ở phía sau mình có một cái đường công cộng nữa, nhưng mà đường này nhỏ hơn cái đường trước chị ha, đó, với hai mặt tiền anh chị. Đây, hiện tại đứng đây là ranh cuối cùng của cái mặt tiền thứ hai đó, từ cái vị trí bên tay trái nè chị ha. Đây đâu vào đây là 16,30 m đó, có trụ ganh hết anh chị ha. Đây em quay xuống cái trụ cho chị xem nè. Đây đã chủ kẹt tiền thì bán có một đoạn anh chị ha, bán 16,30 m thôi, đầu đuôi bằng nhau nha chị, có trụ khoảng là 2 tấc anh chị ha, cắm sâu dưới đó. Đó, xung quanh là toàn thanh long không anh chị, đã với góc hai mặt tiền nha. Hiện tại đây là cái mặt tiền thứ hai phía sau đó, anh chị không, nhà cửa cũng rất là sung túc nha, chứ không có vắng. Rồi em sẽ đi vô vườn mình tham quan nha anh chị. Đó, giá thì 650 triệu là 1.000 m² nha anh chị, cái này tổng tích là 1.500 m² ha. Đó, thanh long thì là mua về có quy lại liền luôn. Đó, tay trái anh chị ha, thanh long nè, đỏ là chín rồi anh chị thấy không. Đó, một số đang ra bông thì gia chủ thì cái này cũng mới hái được khoảng tuần anh chị. Đó, nên hái là ra bán hoài luôn chị ơi, tại thanh long nó xanh nè, này còn sống nè, ra liên tục à, chín nó đỏ anh chị ha. Đây là gốc thanh long nè anh chị, chính giữa là có cái trụ bê tông anh chị, rất là lớn anh chị ha. Rồi xong rồi trồng nó bò lên vậy nè anh chị. Đó, thì thanh long thì trồng cũng được ăn được nhiều đợt anh chị ha. Trên đất mình nó thì không có màu mã, không có vướng dây điện cao thế gì hết nha anh chị. Wow, đùm đùm luôn chị thấy không, trái rất là ham chị thanh long nè. Diện tích mình rất là dài ha. Giờ em sẽ đi lên cái mặt tiền thứ nhất, nãy em ra cái ranh cuối cùng đó là hai mặt tiền nha. 16,3 m là đầu đuôi bằng nhau chị, không có teo hậu anh chị ha, đó nên một đất rất là đẹp. Thì anh chị có thể về mình xây được là 2 căn nhà ha. Phía sau thì anh chị trồng thêm một số cây trái khác, nếu mình không thích thanh long mình bỏ bớt một ít, còn một ít để mình để thanh long để mình dùng anh chị ha. Có thể mình bán, tại vì thanh long thì 1,5 công thì anh em thấy thanh long rất là nhiều trái anh chị đó. À, anh chị thấy không, đây đùm đùm luôn, trái là đỏ đỏ rất là nhiều chị ha, là chín rồi đó anh chị, còn cái xanh bắt đầu nó tung lên đó nè. Đây bắt đầu nó chín rồi chị ha. Ở đây thì thành phố Mỹ Tho rất là gần chị, chỉ có là 25 km anh chị ha. Đây chạy xe khoảng là 47 phút là tới anh chị ha. Còn nếu mình ở xa như là thành phố Hồ Chí Minh đó chị, cái tính từ bến xe miền Tây á, à, về tới vườn thanh long mình cần mua là 67 km là tới anh chị ha. Đó, đây là cái vị trí chính xác để em chụp lên để cho mình nắm rõ, nhiều lúc mình chạy xa hay là công việc ăn gọn ha, để biết thời gian mình về đây xem cái vườn thanh long đây để mình mua về cất nhà ở nghỉ dưỡng nha anh chị. Đây là bao phân nè chị, đó mỗi góc đó thì có một bao đó, vậy đó từ từ nó một cái bao chị, thì cái phân nó ra đó từ từ nó ăn vô rễ chị ha. Đó, gia chủ là cái vườn này đang chăm sóc luôn nha. Đây cái hướng cái đất mình này là hướng nam nha chị, đất cái lâu năm chưa có thổ cư nha, còn nếu mình muốn lên thổ cư á thì bên em sẽ hỗ trợ mình lên thổ cư ha, tại cái mình đất đây là vườn thanh long là đường công cộng đường thông nha chị. Ở đây thì cái quốc lộ 50 là 3 cây số anh chị ha, cái chỗ mà cái sân Mười Công rồi anh chị, còn đây cơ quan hành chánh này kia là mình đi khoảng 2,5 cây số tới rồi.
Nè chị không? Cây nè có trái anh chị ha. Rồi để cố gắng về cái ganh ở mặt tiền đầu tiên ha, cho mình xem. Đây là gia chủ mới xịt thuốc cỏ được 2-3 ngày anh chị. Đó, xịt bóng luôn chị không? Đây trái nè. Nhìn rất là mê, rất là ham luôn chị. Wow. Đây thì gia chủ anh chị thì kéo ống thun tưới anh chị ha, không có gắn hệ thống ít quay nha anh chị. Đây, để em quay cái chỗ mà cái bếp quay cho mình nắm rõ luôn ha. Đây. Đó, để cái ống thun giùm tưới anh chị ha. Rồi, để quay không gian rộng một lần nữa mình xem nè. À, một bên vườn thanh long. À, trái rất là nhiều anh chị. Rồi, em đã gặt cái mặt tiền đầu tiên nè. Đó, hai mặt tiền. Cái mặt tiền này thì cái đường này thì là lớn hơn, khoảng là đoạn nhỏ nhất là 1,5 m tại dưới cây anh chị. Đó, con đoạn này thì là 2 m anh chị ha. Đó, đây có trụ điện của nhà nước nè. Đó, đường công cộng, đường thông nha anh chị. Rồi, cái hướng này nãy em nói là đi ra khoảng 150 m là tới đường nhựa lộ ngang anh chị ha, rất là gần. Rồi để em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái vườn thanh long nằm ở Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với em số điện thoại màn hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để em thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc là cái giá gia chủ ký gửi một phần nữa nha là 650 triệu là 1.000 m² nha. Này lên tổng tích là 1.500 m². Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like, một chia sẻ, một nút đăng ký giống hình để tương tác của em, để em có động lực quay những video mới, tìm đất, qua nhà, giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại chị ở phần video tiếp theo.